Hôm nay trong vườn nhà em thì có rất nhiều những cái mặt bông hoa lan cát hàng đài đang nở hoa rất đẹp anh em nhé. Và em cũng có tác phẩm đẹp để anh em sưu tầm. Thì trước tiên em sẽ đi vào cái mặt hoa đầu tiên. Cái loại này đó là cây cây bảo nghi đỏ cả nhà. Thường thường thì mình có bảo nghi màu cam, nhưng mà đây là bảo nghi màu đỏ, mặt bông rất đẹp nha. Cánh nó khít này, rồi cái lưỡi tròn màu đỏ chói như thế này, rất đẹp. Đây, đây là trong vườn nở được 3 bông thì nó đều giống nhau như thế. Hiện tại bây giờ bảo nghi đỏ thì em có những cái chậu nó có nụ sẵn ở trong trong mèo rồi cả nhà. Chậu đó thì tương đối đẹp nha, tương đối đẹp. Bán bảo nghi đỏ này với giá là 200 cho một chậu nhá. Còn có mấy chậu thôi, bác nào có nhu cầu bảo nghi đỏ thì anh em sưu tầm các loại này về chơi. Đây này, tất cả trong có nụ hết rồi này. Có thể một hoặc là hai bông hoa. Bảo ghi đỏ 200 cho một chậu. Cái số điện thoại thì em có để ở trên tiêu đề này, anh em có thể gọi nhé. Rồi, tiếp tới một cái mặt bông nữa. Thì đây là vua Cương Sơn. Đây là những cái chậu nhỏ này, còn những cái chậu to này. Vua Cương Sơn của em là vua Cương Sơn hàng đài đời đầu. Thì anh em nhìn cái cánh của nó là cái màu đỏ của nó rất sâu. Nhìn cái lưỡi rất ấn tượng này. Đấy, toàn những cái giò to như thế này. Ví dụ như cái giò này trồng được khoảng tầm 7 năm rồi đấy cả nhà. Đấy, vua Cương Sơn đầy đầu, rất đẹp. Hôm nay nở ngày thứ tư. Em có một cái chậu tác phẩm to mà bây giờ nó đang có nụ đây cả nhà. Đây. Này được hai mèo nụ, mỗi một mèo nụ được một bông hoa. Nói chung ở những cái chậu to như thế này thì mình chơi lai rai. Nó thì nó ra hết cái những cái thân này thì nó tiếp tục nó lại ra tiếp những cái mầm này này cả nhà này, nó gối đầu. Cho một cái chậu to này á thì mình có thể chơi lai rai ngắm hoa thoải mái. Em có cái chậu to như thế này nhá, em bán với giá là 1,5 triệu nhá. Cái này về trồng thì nó nhanh tròn chậu lắm, nếu mà tình huống ra nó nhiều, 1 này 2 3 4 5 6, nó là 6 hướng. Nếu mà 6 hướng mà lan cáp mà nó phát triển là nhanh thành một cái chậu to, chậu tác phẩm đấy cả nhà. Cái chậu này thì em bán với giá là 1,5 triệu nhá. Vua Cương Sơn đời đầu, chậu to, trồng một chậu tác phẩm ấm chậu như thế này. Đấy, ra ngoài anh em cứ đặt ở trên bàn chơi. Tiếp có một cái mặt bông này, anh em thấy nó nổi không? Đây là bông lan cát Nam Mỹ. Hàng thì hàng đột biến. Cánh xanh, lưỡi trắng, hoa rất thơm. Thậm chí buổi tối nó vẫn thơm bình thường nhá. Nhưng mà em lại có một cái giò tác phẩm siêu khủng luôn. Cái giò này trồng gần chục năm rồi cả nhà, gần chục năm rồi. Nó là một gốc nhá, một gốc mà nó đẻ được như thế này đây. Này thì nó được 3 chùm bông. Đấy, anh em nhìn cái bông bông nó to. Cái này phải chơi cả tháng. Luyện được một cái tác phẩm như thế này cũng mất nhiều thời gian lắm. Cái số lượng thân nó nhiều, thân nó dài. Từ trước giờ em bán cát Nam Mỹ là chưa bao giờ mà có bán một cái trò giò to như thế này. Tiếp ra theo đó là nó sẽ gối đầu. Đây này, nó thì chuẩn bị đụng tiếp này, nó gối đầu nhá, về chơi hoa luôn. Cái chậu này thì em bán 2 triệu nhá, bác nào có nhu cầu thì có thể gọi điện chốt hàng 2 triệu cho cái chậu này. Rồi cái cát Nam Mỹ. Tiếp theo đó là em có một số những cái chậu lục đại thượng. Có chậu lục đại thượng này này cả nhà này. Lục đại thượng hàng đài luôn nhá. Hàng đài mà khi mà trồng to nó ba lá này. Lục đại thượng. Đây, chậu này thì em bán với giá là 400 nhé, 400. Đấy, bông nó to lắm, bông lục đại thượng nó hoa nó là kiểu sai đại luôn đấy cả nhà. Đấy, rất đẹp. Còn rất nhiều mặt bông, nhưng mà thôi giới thiệu sơ sơ như vậy. À đây có cái chậu vua rồng này. Chậu vua rồng có hai mèo đã có nhân sẵn rồi. Nhưng vua rồng thì nó là hàng đài, lá nó dày, nó to. Nó tròn chứ nó không có dài giống như là người đưa thư số 2. Đấy, một chậu như thế này em bán 500 nhá. Anh em có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em. Hoặc là em thì thường bán có thể là 11 giờ. Em sẽ lên bán hoặc là 19:30 hàng ngày. Em bán rất nhiều những cái bông lan cát. Ngày nào cũng có bông mới anh em ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin nút đăng ký nhá.